Căn chỉnh động tác theo những sợi dây mỏng manh này là một thử thách đầu tiên của mỗi tân học viên. Là nội dung huấn luyện cơ bản, nhưng kỹ năng điều lệnh đội ngũ sẽ gắn với mỗi quân nhân trong suốt cuộc đời quân ngũ. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, từng động tác tay, chân đều được căn chỉnh đều đẹp. Với học viên Phan Thị Ngọc Nhi, tranh thủ mọi thời gian để đặt câu hỏi nhờ giải đáp là bí quyết để Nhi chinh phục thử thách. Sau giờ các giờ học tập ở trên lớp thì chúng em sẽ tranh thủ giờ tự học. Nếu mà mình có vấn đề gì đó không hiểu thì em sẽ lựa chọn các bạn ở trong phòng và để trao đổi dễ dàng trong công việc học tập. Còn nếu như mà mình chưa nắm bắt rõ thì mình có thể hỏi các cán bộ chỉ huy các cấp. Sau đó là mình sẽ trao đổi, các anh sẽ chỉ dẫn cho mình rất là chi tiết và tận tình. Còn với các tân học viên trường sĩ quan lục quân 1, các đồng chí này bước đầu tiếp cận môn học chiến thuật qua các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu. Nội dung này giúp học viên từng bước chuẩn hóa các tư thế vận động trên chiến trường, có nhận thức ban đầu về kỹ chiến thuật trong tác chiến. Một, đầu tiên là phải về sức khỏe, bởi vì hoạt động chiến thuật là hoạt động đòi hỏi cường độ luyện tập với cường độ cao, rất nhiều sức khỏe. Cái thứ hai là phải tập trung quan sát, nắm được cái động tác mẫu của giảng viên. Đặc biệt là trong quá trình luyện tập thì học viên, ngoài việc nắm nội dung của học viên, của giảng viên thì phải vận dụng linh hoạt vào trong từng điều kiện địch và tình huống cụ thể.